bán đâu, tự nhiên chào nha. Tự nhiên, em bán tự nhiên. Tự nhiên rồi hả? Nè, em nghỉ đi chứ ba nghỉ. Lại mẹ nè. Trời ơi, lấy cái giá này xuống sắn bả này cả nhà ơi. Lại em. Hả? Bả của mình bây giờ rất là cứng luôn. Lại Quang ơi. Thâm thâm á. Thâm thâm. Tít tít à. Bây giờ là Thà Lan mình dời ra ngoài luôn. Chiếc lớn rồi chiều dời ra ngoài đậu ngoài rồi kìa. Sáng giờ vô, chiều dời ra, sáng giờ vô, chiều dời ra. Đó, thì máy rồi đó. Cậu đi, bỏ cái này đi.
vô đến đâu, giờ này giờ thảy vô đầu chứ. Rồi được rồi, giờ hai đứa đem dây rồi xong luôn đó. Sao bị lái vậy? Đậu chồng chủ ơi, chú bò hút máu để học thôi chú làm gì đâu. Hôm nay xà lan ngân lại tiếp tục vô giao hàng tiếp. Hôm qua giờ mình đậu ngoài đây là ngày hôm nay là ngày thứ hai rồi. Đó. Mũi gà xíu đi. Sao rồi? Con.
Đó, hết đó. Bỏ đi kéo dây Tiền ơi. Tiền, bỏ đi kéo dây đi con. Có tổng dây mũi nè, kéo con dây mang. Cộng như mang ăn sao nha, buộc như hôm bữa vậy đó. Ăn xuồng phụ chú ai buộc đi con. Hôm nay có chú ai vô buộc dây tiếp nữa nè. Thở thở dây mũi con. Gãy đi chị ba, gãy đó nha. Gãy đó đi. Gắp đây, gắp đây, gắp đây. Mấy mũi hả anh? Thôi. Sáng giờ giờ xà lan đổ mồ hôi hột luôn á. Hồi sớm vô á cái cảng kêu mình á cặp ở đằng ở chỗ cảng cũ cái bên kia kìa. Xong cái mình thả neo rồi này kia, mình buộc dây rồi xong hết rồi, chuẩn bị cặp vô luôn rồi. Rồi kêu mình dời lên cái cần cẩu trên này. Ôi là trời, giờ xà lan muốn khùng luôn. Đó, giờ nằm dắt ngang vậy đó. Cái mũi cũng không vô. Cái mũi nằm mút ở ngoài luôn. Bắt cái cây đó đi hay vậy? Giờ bắt mình đậu gần bờ rồi bắt cây cầu lên luôn. Cái cọng dây mang bự của mình á anh. Giờ tháo cọng dây mang nó ra làm dây mũi. Được không? Dây mũi cho bá nãy á. À, bây giờ công nhân xuống xà lan mình đó. Giờ xà lan xong cái buông ra cái muốn xỉu ngang luôn. Lại mẹ nè. Trời ơi, lấy cái giá này xuống sắn bả nè cả nhà ơi. Lại. Đó. Bả của mình bây giờ rất là cứng luôn, phải lấy cái giá này xuống sắn hay sao? Ấy, ấy bóc con lai mới mà. Ê, bóc bóc con, bóc con nó, bóc con nó. Bóc con nó. Ê, lại. Chà chà, chà bụng bua. Ừ, chà. Chính xác. Ừ. Ừ, lại. Bóc khăn ơi. Thâm thâm á. Thâm thâm. Tít tít à. Tụi tụi. Nho nho. Ai bóc cái thâm thâm ra, cái bóc nho nho. Nho nho nó tụi tụi. Này cái này nhỏ quá không đủ đô rồi, phải bự nó mới được. Ở đây nè, cái bóc ai nha rồi. Bả bây giờ nó đóng cứng ngắc luôn. Bả bây giờ là nó đóng cứng ngắc luôn, phải mấy cái máng sắn mà nó cong luôn mấy cái máng luôn, phải lấy mấy cái này cho nó tơi ra. Vậy mà bên chiếc lớn của cha mẹ Ngân á, bả bị đóng cục vậy nè, nói bả mình bị ướt, không hiểu luôn. Ngày hôm qua chiếc lớn lên lấy mẫu 10 xe, bả bị đóng cục vậy, cái nói bả mình bị ướt, bị thấm nước ở trong đó đó. Giờ xem bên chiếc của Ngân coi nè.
giờ phải lấy giá sẵn luôn. Đây, buổi sáng phát cho mọi người cái giá xuống xà lan luôn, giờ phải lấy giá sẵn mới chịu nổi. Lấy giá sẵn luôn, anh bảo của mình còn cứng hơn bảo của mẹ bánh đó. Cái bã đậu nành của mình bên này là siêu cứng luôn à, sáng hôm nay thì phát cho người cái giá cái sẻn xuống sắn. Bên chiếc mẹ của Ngân á, tính ra bã bên chiếc mẹ của Ngân là đỡ. Cái còng dây neo của mình ngay chỗ này á, giờ là dính nguyên đám lục bình, kéo hết nổi luôn rồi. Phần là nước nó chảy mạnh nữa. Nhờ cọng dây neo này để căng cái lái lên mà giờ cọng dây neo này hết rút nổi rồi. Đó, chiếc 2004 đang đậu ngoài đó đó. Nãy giờ Hữu Vinh nó xuống dưới nó cắt cái bụi lục bình của cọng dây neo. Kéo luôn nè. Kìa. Em ở dưới kìa. Đứng lên. Giờ kéo em lên. Kéo gài trước. Không được, nó không có chỗ đứng ở đâu kéo nó được. Cắn cái vào. Đây có chân tuột cái quần. Nước chảy vào dần tụi cái quần. Nãy không lấy, anh không lấy cọng dây có cái đầu á, thòng xuống cho nó đạp vô đó đó. Đó. Đâu. Mặt mặt quần trong quần đen mới chịu này lên hình nào mắc cười lắm rồi. Thì ra là màu đen. Ở trên Campuchia này á, người ta chài cá là người ta chài cá cơm gạo không á. Những cái người này người ta đi chài xong người ta về người ta bán trên chợ á. Ông chú này cũng quăng cái chài tròn mà cái chài nó bự lắm. Ông chú này là người Việt Nam chứ không phải người Campuchia. Chuẩn bị quăng chài nè. Con thì ở xa bơi xuồng, còn cha thì chài. Chài sát ở trong lường xà lan của mình luôn. Nước nó trôi nhanh thấy ghê không? Mới chạy trên xà lan mình mà nó trôi xuống tới đó rồi đó. Em nhỏ này đi theo cha chèo xuồng ghét mà chuyên nghiệp luôn. Rồi. Trời múc ở dưới luôn rồi. Rồi đi luôn rồi. Thất bát quá. Chạy luôn. Cái chú gà này nè là hồi đó mẹ con nuôi. Sau này á, mẹ Ngân đi làm với Ngân bắt xuống đây Ngân nuôi. Đúng rồi. Mẹ Ngân nuôi, mẹ Ngân cho nó ngủ ở chỗ cái sào độ á. Cái dạng lắm cả nhà ơi. Nó tối ngày nó đi theo chân cha Ngân không à. Rồi Ngân đem đây Ngân nuôi á. Ngân nuôi chung với mấy vậy. Sáng mai mấy ta rộ cho tới nè. Nó dạ lắm. Uống nu luôn á. Sáng đẻ đục chứ.